Xin chào các bạn, hôm nay đã đến với chương trình giải đáp thắc mắc du học. Thì hiện nay giáo dục là mối quan tâm hàng đầu của người dân Canada. Vì thế nền giáo dục Canada luôn được chú trọng phát triển với chất lượng cao nhất. Canada là quốc gia đầu tư nhiều cho giáo dục, được tính bình quân trên đầu người so với các nước trong tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế, và cao nhất trong khối các nước G8. Bằng cấp của Canada được quốc tế công nhận và đánh giá cao trong nhiều lĩnh vực. Canada được thế giới công nhận và đánh giá cao trong nhiều lĩnh vực. Trong các cuộc thi quốc tế về toán và khoa học thì sinh viên học tại Canada luôn đạt những kết quả cao nhất. Chương trình đánh giá học sinh quốc tế BISA cũng chỉ ra rằng học sinh Canada biểu hiện tốt hơn mức trung bình của OECD, đặc biệt là trong toán học, khoa học và đọc. Với tấm bằng được quốc tế công nhận và đánh giá cao, thì bạn đang nắm trong tay cơ hội vàng để gia nhập vào thị trường việc làm sôi động trên toàn cầu. Canada cũng nổi tiếng là một đất nước hòa bình, an toàn, theo Liên Hiệp Quốc và Economist Intelligence Unit in Canada được xếp hạng trong top 10 quốc gia sinh sống hàng đầu thế giới kể từ năm 1994 cho đến nay. Trong một cuộc khảo sát của Liên Hiệp Quốc thì quốc gia này đã đạt được điểm cao về giáo dục, tuổi thọ, tỷ lệ tội phạm và bạo lực thấp. Vũ khí cũng được quản lý rất nghiêm ngặt và thường không được phép sử dụng tại Canada. Thì chúng ta hôm nay sẽ cùng tìm hiểu về chính sách định cư tại bang Prince Edward Island các bạn nhé. Thì đến với câu hỏi đầu tiên là từ bạn Trần Gia Bảo. Chào chương trình, hiện em đang là nhân viên kinh doanh. Em có dự định du học và xin định cư tại Canada, bang Prince Edward Island. Anh chị có thể cho em biết chính sách định cư tại bang này được không? Em xin chân thành cảm ơn ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Gia Bảo đã gửi đến cho chương trình. Thì tại bang Prince Edward Island là một trong 4 ven biển miền đông của Canada, cũng là bang nhỏ nhất tại Canada, dân số chỉ khoảng 140.000 người, GDP bình quân tính đầu người là khoảng 36.000 đô la Canada. Tuy là bang nhỏ nhất Canada nhưng lại là bang nổi tiếng nhất với chính sách định cư. Những năm gần đây, đông đảo người giàu có di dân sang Canada thông qua cái việc đầu tư kinh doanh tại bang. Hiện nay, nơi này có rất là nhiều doanh nghiệp của những người di dân giàu có này. Thì hiện cái chương trình đề cử bang Prince Edward Island hướng đến đối tượng di dân đầu tư kinh doanh, di dân kỹ thuật và di dân lao động. Trong đó, di dân kỹ thuật là thích hợp cho du học sinh nhất bởi các nguyên nhân sau đây: hoặc là hợp đồng công việc ít nhất 2 năm thuộc các ngành nghề như là loại 0, loại A và loại B. Nếu đang làm việc phải có giấy phép làm việc được gọi là work permit. Có thể tham gia phỏng vấn xin định cư, phải có bằng cấp với thời gian học ít nhất là 2 năm. Cái độ tuổi sẽ từ 21 đến 59 tuổi. Trong 5 năm gần đây thì có thêm cái kinh nghiệm việc làm hoặc là chuyên ngành học liên quan đến công việc hiện tại. Nếu từng học ở Canada thì không phải cung cấp bằng tiếng Anh ngoại ngữ nữa. Phải có cái tiềm năng về tài chính sau khi định cư tại đây, chứng minh được cái nguyện vọng xin định cư tại bang. Ngoài ra còn có các yêu cầu với chủ thuê lao động như sau: tiêu chuẩn với mức lương trả cho lao động phải phù hợp yêu cầu. Chương trình đề cử ở bang Prince Edward Island dễ hơn nhiều so với cái chương trình định cư tại bang. Thì tuy là cái yêu cầu loại ngành nghề là 0, A, B nhưng mà không giới hạn là 6 loại ngành nghề thường gặp. Tất cả các ngành nghề thuộc là 0, A và B đều được chấp nhận. Ngay khi tìm được công việc tại bang là đã có thể xin được định cư, không yêu cầu phải làm việc 1 năm mới được làm đơn xin nhập cư. Cái tốc độ thì xử lý nhanh trong vòng 1 năm. Yêu cầu duy nhất đối với sinh quốc tế là tìm được công việc toàn thời gian thuộc loại cái ngành nghề lĩnh vực trong cái ba dạng là loại 0, loại A và loại B ở bang Prince Edward Island. Ngoài ra, tuy chính sách định cư này không quy định sinh viên quốc tế phải theo học tại bang, nhưng phải chứng minh sau này sẽ sinh sống tại bang. Vì thế, sinh viên từng theo học tại đây sẽ xây dựng cái mối quan hệ bạn bè tại bang, thì nó cũng là một cách chứng minh tốt nhất cho ý định ở lại bang sau khi mà các bạn được chứng nhận định cư. Thì hiện bang Prince Edward Island chưa thông qua chương trình Express Entry, đó là sinh viên quốc tế phải xin định cư theo chương trình đề cử tỉnh bang theo cách đề cử truyền thống cộng với là phê duyệt liên bang, thời gian phê duyệt khoảng cỡ 15 tháng. Prince Edward Island là một bang nhỏ nhất Canada, nhiều người lo lắng khó tìm được công việc tại bang này. Trong khi nghĩ đến điểm bất lợi này thì ta phải nghĩ tới một điểm khác, như là hiện bang đang có duy nhất một trường đại học là trường
University Green Edgewood Iceland. Điều này đồng nghĩa là với cái công việc mà các bạn sẽ tìm được sau khi tốt nghiệp nó sẽ rất là cao, nó sẽ nâng cái tỷ lệ kiếm việc của các bạn lên. Hy vọng là câu trả lời của chị Lụ giúp ích và hữu ích đối với bạn. Thì đối với lại câu thứ hai là đến từ bạn Nguyễn Ngọc Thảo Nhi. Em hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại ngữ, ngành ngôn ngữ Anh. Em dự định du học Canada trong năm nay và em muốn biết có trường nào tại bang Prince Edward Island không? Mong anh chị có thể chia sẻ với em được không? Em xin cảm ơn. Xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn Thảo Nhi đã gửi về cho chương trình. Bang Prince Edward Island nằm ở phía đông của Canada, từng là nơi có cây cầu nổi tiếng liên lục địa dài nhất thế giới. Cách thành phố Toronto chỉ 2 giờ bay, bang Prince Edward Island chính là nơi thành lập nên liên bang Canada ngày nay. Tuy diện tích bang này khá là nhỏ nhưng do vai trò lịch sử quan trọng nên vẫn độc lập trở thành một bang ở Canada. Cũng vì thế mà Prince Edward Island là bang nhỏ nhất trong tổng số 11 bang của Canada. Nơi đây có nhiều cái sản lượng như là tôm hùm nên còn đôi lúc các bạn vẫn còn gọi đây là cái đảo tôm hùm. Bang Prince Edward Island có nhiều thắng cảnh du lịch nổi tiếng, là một trong những thiên đường du lịch trong chuỗi Canadian Maritime. Cảnh sắc hữu tình trên hòn đảo này luôn mê hoặc các khách du lịch. Nơi đây đâu đâu cũng thấy những cái bãi cỏ trải dài. Trong hơn 100 sân golf đứng đầu danh sách của Canada thì có 10 sân golf tại bang này. Bang Prince Edward Island từng là vùng giàu có nhất lịch sử Canada, với nhiều kiến trúc nguy nga cổ kính. Những ngày hè sôi động nhất nơi đây quy tụ hơn 150 suất biểu diễn. Tiểu thuyết nổi tiếng Anne of Green Gables đã giới thiệu đến độc giả thế giới phong cảnh tuyệt đẹp của bang. Hàng năm thu hút lượng lớn khách du hành đến tham quan những cái địa điểm được giới thiệu đề cập đến là khu danh thắng nổi tiếng. Đến với đảo Green Edgewood Islands, bạn sẽ có một cái cơ hội trải nghiệm về cái nền ẩm thực đa dạng và phong phú của nhiều quốc gia cũng như là vùng miền. Thì Đại học Green Edgewood Islands là một trong những trường có bề dày lịch sử lâu đời nhất tại Canada. Trường được thành lập vào năm 1804, phát triển cùng bước với tiến trình lịch sử của đất nước Canada. Trường Đại học Green Edgewood Islands được vinh danh là một trong 10 trường học loại hình cơ sở tốt nhất tại Canada. Trường có 6 chương trình ở bậc tiến sĩ được công nhận là một trong những trường đại học cơ sở có nhiều chương trình tiến sĩ nhất của Canada. Trường Đại học Green Edgewood Island nổi tiếng với nhiều công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, đào tạo nhiều ngành nghề nghiên cứu khoa học cấp quốc tế, từ phương thức nghiên cứu chế biến sản phẩm sữa là cho đến các chất chống ung thư. Đặc biệt là Học viện Thú y của trường đứng đầu cái khu vực Bắc Mỹ. Giáo sư Ian Garner là viện trưởng kiêm chủ tịch Hiệp hội các nhà khoa học xuất sắc Canada. Song song đó, năm 2014, Macleod Magazine, tạp chí hàng đầu về xếp hạng các trường đại học ở Canada, vinh danh trường đại học Green Edgewood Island đứng thứ 7 trên tổng số 19 trường đại học đào tạo cử nhân tốt nhất tại Canada. Trường Green Edgewood Island là trường đại học công lập duy nhất hiện nay của bang Green Edgewood Island, từng là bang giàu có nhất lịch sử Canada với bề dày lịch sử hơn 200 năm xây dựng và phát triển. Trường đại học Green Edgewood Island không chỉ khang trang bề thế mà sở hữu các trang thiết bị phòng học và phòng nghiên cứu tân tiến và loại bậc nhất thế giới, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về học tập và sinh hoạt của sinh viên. Ngoài ra, trường còn có các phòng tập thể thao trong nhà mở cửa miễn phí cho sinh viên, như là khúc côn cầu trên sân băng, sân bóng rổ, hồ bơi, phòng squat, phòng tập gym, phòng tắm hơi. Các chuyên ngành đào tạo của trường thì gồm có nghệ thuật, khoa học, quản trị kinh doanh, sư phạm, y tế, khoa học máy tính, vật lý, dinh dưỡng, thú y. Thì tại bang Green Edgewood Island thì chỉ có duy nhất một ngôi trường này thôi, cho nên chị chỉ có thể chia sẻ với em thông tin về ngôi trường này. Chân thành cảm ơn chị Đàn Lụ hôm nay đã trực tiếp tham gia chương trình giải đáp thắc mắc du học này, và hy vọng là các bạn đã có những thông tin hữu ích cho mình. Nếu muốn được tư vấn trực tiếp về bang Prince Edward Island thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tại văn phòng 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.